Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Dương Luân Dễ Thương. Mình đang có mặt ngay tại trụ sở của Apple và ngay trong cái Steve Jobs Theater luôn. Thì bây giờ mình sẽ trên tay cho các bạn coi nguyên một cái series iPhone 14, bao gồm là iPhone 14 Pro nè, Pro Max nè, iPhone 14 thường và iPhone 14 Plus, để coi nó có cái gì đặc biệt mà mình cũng sẽ chia sẻ nhanh với các bạn những cái trải nghiệm ban đầu của mình với những cái sản phẩm này. Rồi, bây giờ mình vô ha. Đây là iPhone 14 Pro Max nè các bạn, thì các bạn thấy là kích thước của nó cũng to giống như hiện nay. Thì điểm nổi bật nhất của những dòng Pro năm nay á, đó là cái màn hình bây giờ nó không còn là màn hình tay thỏ nữa, mà nó chuyển sang sử dụng cái cụm gọi là Dynamic Island. Thì cái cụm Dynamic Island này nó sẽ thay đổi tùy theo cái app, tùy theo cái ứng dụng hay tùy theo cái thông báo mà các bạn đang nhận được. Và đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất là cao. Tại vì thật ra nó không có gì phức tạp hết, nó chỉ là phần mềm thôi. Nó switch giữa nhiều cái chế độ hiển thị khác nhau. Tuy nhiên á, làm cách nào đó mà Apple họ nghĩ ra được là họ sẽ triển khai nó như vậy. Thì đó là một cái điểm mà trong suốt cái sự kiện mình cứ ngồi mình ố á mồm mình. Bây giờ các bạn để ý nè, cái viền của nó là đều hết luôn. Nó không có còn một cái cạnh trên hơi dày hơn so với lại những cạnh khác của cái tai thỏ nữa. Và bây giờ cái cảm biến tiệm cận hay còn gọi là proximity sensor nó cũng đã được di chuyển xuống nằm bên dưới màn hình. Đây là lần đầu tiên cái proximity sensor được đưa xuống dưới màn hình nha các bạn. Về thiết kế, con iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max nó tương tự như là những gì các bạn có thể trải nghiệm được của 13 Pro và 13 Pro Max hiện nay. Tức là chúng ta cũng có một cái viền thép bọc xung quanh, chúng ta cũng có cái mặt kính nằm ở phía trước và phía sau. Quay trở lại với cái màn hình, thì màn hình của 14 Pro và Pro Max bây giờ không chỉ được cải tiến về cái Dynamic Island mà nó còn được cải thiện luôn cả về độ sáng nữa. Độ sáng tối đa nó có thể lên được là 2000 nits. Và khi mà chạy với lại những cái nội dung HDR thì nó lên được khoảng 1600 nits, tức là giống với lại những cái màn hình của MacBook gọi là màn hình Pro Display XDR đó. Trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max còn có thêm cái tính năng mà chúng ta đã rất là mong đợi rồi, đó là Always On Display. Thì cái tính năng này á, nó sẽ cho bạn coi được giờ nè, nó sẽ cho bạn coi được hình nền và nhiều cái thông báo quan trọng của các bạn, cũng như là những cái widget trên iOS 16 ngay từ cái màn hình khóa mà các bạn không cần phải cầm máy lên, không cần phải đụng chạm gì vào cái màn hình này hết. Thì đối với lại đồng hồ nè, đối với lại những cái widget thì Apple chuyển sang một cái chế độ mà nhìn nó có vẻ nhạt màu hơn và nhìn nó tối hơn để tiết kiệm điện. Còn đối với lại hình nền á, trong khi cái hãng Android đổi hẳn hình nền đen luôn, thì Apple họ làm một cái giải pháp hay hơn. Thực tế như thế nào về dung lượng pin hay là tiêu hao pin gì đó thì mình khi nào mình có máy rồi thì mình sẽ trải nghiệm thêm cho các bạn sau. Ở trên con iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max á, thì Apple còn trang bị bây giờ có một cái cảm biến 48 megapixel. Cảm biến 48 megapixel thật ra không lạ trong thế giới điện thoại hiện nay, và Apple họ cũng xài cái giải pháp oversampling, tức là gom 4 cái điểm ảnh vật lý lại thành một cái điểm ảnh logic tương tự như là những hãng khác có xài 48 hay là 64 megapixel. Nhưng mà cái mà Apple có thể làm tốt hơn theo những gì mà họ nói, đó là họ sử dụng thuật toán tốt để mà họ cải thiện được cái chất lượng hình ảnh. Thì một lần nữa, chúng ta vẫn chưa thể đánh giá được về chất lượng hình ảnh ngay trong cái môi trường này, tại vì thời gian trải nghiệm máy cũng không có nhiều và cũng không chụp được trong nhiều cái môi trường khác nhau. Và cái camera ultra wide bây giờ nó cũng được cải thiện về hiệu năng khi mà chụp thiếu sáng luôn nha các bạn. Một cái tiếng nữa đó là ở trên cái camera trên iPhone 14 Pro và Pro Max á, thì bây giờ chúng ta có thêm chế độ zoom 2x. Hiện nay đối với lại iPhone 13 Pro và 13 Pro Max thì các bạn chỉ có 0.5x, 1x và 3x thôi, thì bây giờ Apple lên một cái 2x nữa. Cái chế độ chụp 2x trên những con iPhone 14 Pro mới á, thực chất nó là 48 megapixel mà nó crop lại theo đúng cái kích thước vật lý của 12 megapixel đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Ở đây là mình đang có iPhone 14 thường nè và iPhone 14 Plus nè các bạn. Năm nay không có mini mà năm nay có thêm con Plus này, đó là bất ngờ. Đối với lại iPhone 14 Plus á, các bạn thấy là cái màn hình của nó lớn và kích thước của nó tương tự như là con iPhone 14 Pro Max luôn. Còn đối với lại iPhone 14 thì kích thước của nó tương tự kích thước của iPhone 14 Pro. Tức là nếu như mà bạn nào thích pin lâu, bạn nào thích màn hình to thì con iPhone 14 Plus này là cái máy dành cho các bạn. Tổng quan ngoại hình của 14 và 14 Plus nó không khác quá nhiều so với lại 13 hiện nay. Chúng ta cũng có một cái khung nhôm xung quanh và mặt phía sau cũng có kính. Tuy nhiên cái khung nhôm này thì nó không phải là cái khung thép không rỉ và nó không có sơn bóng lên như là dòng Pro. Mặt trước của iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng tương tự như hiện nay, không khác quá nhiều, và cụm Face ID thì vẫn là cụm Face ID giống như là con 13. Apple nói là họ có cải tiến cái tốc độ nhận diện của cái cụm camera mới này, nhưng mà về ngoại hình á, về cái tai thỏ thì nó vẫn còn y nguyên như vậy ha. Có một cái điểm khác biệt đó là camera trước của iPhone 14 và iPhone 14 Plus bây giờ cũng như là Pro và Pro Max luôn đã có thêm chế độ autofocus. Tức là khi mà các bạn chụp hình bằng camera selfie bây giờ, các bạn có thể tự autofocus được. Nó sẽ làm nét ví dụ cái gương mặt của các bạn thôi và phía sau nó sẽ mờ hơn, thay vì nó sử dụng chế độ nét toàn bộ như là ngày xưa. Cái sensor của iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng được cải tiến để mà nó thu nhận ánh sáng tốt hơn và cho ra chất lượng hình ảnh tốt hơn, kết hợp với lại một cái pipeline xử lý ảnh mới mà Apple gọi là Photonic. Thì nó là một cái luồng xử lý ảnh kết hợp giữa rất là nhiều thuật toán khác nhau để nó ra được cái hình ảnh đẹp nhất cuối cùng.
Và có một cái điểm khác biệt đó là công nghệ Deep Fusion của Apple năm nay đã được áp dụng cho những cái hình ảnh lúc mà chưa nén và chưa qua xử lý. Thì Deep Fusion là một cái công nghệ giúp tăng độ nét, sau khi chụp thì nó sẽ đẹp hơn. Thì với những cái luồng xử lý ảnh cũ á, là nó áp dụng với lại những cái hình đã được qua xử lý rồi và đã được nén rồi. Còn bây giờ thì nó áp dụng ngay khi chưa nén luôn, tức là cái chất lượng nó sẽ tốt hơn. Và để có được điều này chắc chắn là phải nhờ sức mạnh mới của những con chip rồi. Nói về chip xử lý bên trong á, thì iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn còn xài con chip Apple A15 Bionic của năm ngoái. Riêng đối với lại iPhone 14 Pro và Pro Max thì xài con chip Apple A16 Bionic. Đây mới là con chip mới này các bạn. Thì cái con chip mới này á, nó được cải tiến về hiệu năng CPU, cải tiến hiệu năng GPU. Và điểm mà mình thấy đáng ấn tượng á, đó là nó có hẳn một cái bộ gọi là Display Engine, tức là nó sẽ điều khiển cho cái màn hình hoạt động như thế nào luôn. Tất cả dòng iPhone 14 năm nay á, đều có thêm những cái tính năng, ví dụ như là tự động cảnh báo khi mà có va chạm xe nè, bởi vì họ có một cái hệ thống cảm biến mới để phát hiện những cái va đập mạnh. Thứ hai á, là có tính năng liên lạc với lại vệ tinh để gửi tín hiệu SOS. Ví dụ như các bạn đi chơi núi, các bạn đi du lịch xa, ở đó không có mạng bình thường mà các bạn đang gặp tai nạn thì các bạn có thể liên lạc với đội cứu hộ bằng vệ tinh. Tuy nhiên cái tính năng này thì sẽ chưa có ở Việt Nam đâu, trước mắt thì họ mới thử nghiệm ở Mỹ và Canada thôi. Ngoài ra có một cái đáng chú ý nữa, đó là đối với lại thị trường Mỹ ha, thì tất cả những dòng iPhone 14 năm nay sẽ không còn khe SIM. Apple chuyển qua hết xài sử dụng eSIM luôn. Thì khi mà sử dụng eSIM như vậy thì nó sẽ tiện lợi hơn, bạn có thể activate từ bất kỳ đâu, bạn có thể mua trước khi mà các bạn đáp xuống cái nước đó nữa. Nhưng mà đối với là thị trường Việt Nam mình thì mình nghĩ là chắc là vẫn sẽ giữ vừa có eSIM vừa có khe SIM. Nếu như mà các bạn quan tâm tới iPhone thì các bạn có thể ghé qua Cellphones. Cellphones là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, cho nên lúc nào cũng có hàng rất là sớm, đầy đủ các màu, đầy đủ các phiên bản. Các bạn nào đang chuẩn bị mua iPhone thì có thể ghé qua description và phần comment mình đang ghi ở bên dưới để mà đăng ký nhận tin cũng như là chơi game để lấy được mã giảm giá khi mà lên đời tại Cellphones. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max. Tất nhiên đây chỉ là những cái trải nghiệm rất là nhanh thôi, chứ mình chưa có được cầm trên tay trong một thời gian quá lâu. Ở đây rất là đông luôn các bạn. Khi nào mình có máy ở Việt Nam rồi mình sẽ trải nghiệm kỹ hơn và chia sẻ với các bạn kỹ hơn sau ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.